cả nhà nha. Hôm nay em lại thèm cái nồi thịt kho hột vịt cả nhà ơi. Cũng lâu rồi cũng không có ăn thịt kho hột vịt thế cả nhà. Hôm nay em lại mua cái thịt này là kêu bằng thịt heo mà thịt đùi với cả nhà. Bây giờ em cắt ra mớp sẵn hết đây nè, tại vì em có quay cho cả nhà xem là mấy cái lần ốp rồi đó. Bây giờ mớp sẵn rồi hết rồi. Ở nhà giờ em thấy miếng thịt ngon quá nha. Em rửa muối chứ em không có chuẩn nước sôi nha. Còn em quay qua đây là hột vịt em cũng đã lột xong. Giờ em thắng một miếng nước màu hết cả nhà. Và lúc xưa lúc nhỏ thì mẹ em á thì thắng nước màu sẵn, còn bây giờ mình làm tới đâu thì mình thắng tới đó hết cả nhà. Rồi bây giờ em sợ cái lửa nó văng nó cả nhà thì em tắt lửa nha. Tắt lửa một cái rồi đặng mình đổ nước sôi vô cả nhà ơi. Bữa nay em kho cái màu hơi đậm á. Tại vì em thấy cái này mình ăn có một ngày á nên em kho nó đậm nha. Kho nước nó hơi đậm. Thịt á thì mình ướp cũng vừa ăn rồi, giờ mình đợi nước sôi lên là bỏ thịt vô hết cả nhà. Bữa nay em kho cái màu hơi đậm nha. Giờ bỏ thịt vô cái nhà. Lấy nguyên cái tham bỏ vô luôn. Cái em không có múc từ giá nữa. Thì nào á, mình thấy nước sôi lên rồi cái mình hất bọt hết cái nhà. Bây giờ bắt đầu mình hất bọt cái nhà. Để cho sôi rồi cái mình hất bọt. Cái thịt này á, thì nó dễ nấu lắm đó cả nhà. Dễ kho nữa. Con cái là cái màu mình làm đẹp không đẹp với thơm không thơm nè, mà mỗi lần em nói thật với cả nhà nha, mỗi lần mà em muốn kho thịt á là con hả bất ngờ ngẫu nhiên xong rồi thèm thịt, nhưng mà toàn là gửi mua không có cả nhà, chứ mình không có đi chợ. Ở nhà đó là còn 7 trứng hột vịt, nấu 7 trứng hột vịt đó chứ không có mua luôn. Cả nhà thấy này, có 7 trứng hột vịt nè chứ không được chục nữa. Giờ em bỏ trứng luôn nha cả nhà. Bây giờ nước sôi nóng rồi, bây giờ em phải bỏ trứng vô. Rồi em bỏ trứng vô xong cái em một chút nữa em mới bỏ nước mắm cái nhà, để mình cho nó thấm cái gia vị đường với bột ngọt rồi vô đây đi. Bữa nay em kho cái màu hơi đậm ở cái nhà để cho ăn một ngày một à. Giờ em hớt một miếng bọt cái nhà ơi. Cái thịt kho này á, thì mình á có cái miếng giấy báo á, thì mình đậy lại. Rồi giấy trắng á, bây giờ giấy báo thì ta ít có đậy lắm, mà ta đậy giấy trắng cái nhà. Để đừng có cho nó có chữ á, sợ cái mực á. Rồi bây giờ mình chịu khó mình hớt rồi xong rồi úp. Giờ mình đổ nước mắm. Em đổ vô 2 giá nước mắm. Rồi giờ mình tiếp tục mình để lửa riu riu nước sôi á thì mình hớt bọt hết cả nhà. Cái lúc mà mình đợi cho thịt thấm ngon á cả nhà, thịt kho hột vịt nó thấm ngon á thì em đã cũng làm xong cái củ cải trắng, củ cải đỏ rồi nè. Đó, em bào mỏng ra rồi nha. Để mình bóp gỏi chua để mình ăn với thịt kho hột vịt nha cả nhà. Cái món này là em thích dữ lắm nè. Đây em đã làm sẵn rồi đây cái chén để trộn gỏi đây, trộn gỏi chua. Còn bên đây thì đá quế em cũng sắt xong rồi nè. Bây giờ mình bóp gỏi với mình múc thịt kho ra là mình ăn cơm hết cả nhà. Giờ em lấy 2 cái dĩa nè cả nhà. Một cái thì em múc thịt, một cái thì em gấp dưa chua. Rồi để cái thau vô đây cho nó thấy cái dĩa một cái coi. Cái dưa chua của mình nó thấm rồi nè cả nhà, nó thấm rồi nó xèo xuống còn chút ép này cả nhà ơi. Đúng là em canh đúng là 1 dĩa. Ăn với thịt kho ngon lắm. Hay là tại vì mình sống ở quê rồi mình ăn mấy cái món này á mình thấy ngon mình nói ngon nha cả nhà. Có sao em nói vậy nha, cả nhà thấy ngon thì cả nhà làm theo cái dưa chua này ăn với thịt kho với em nha.
Nếu mà làm thử thì ăn chắc ghiền luôn á. Nếu mà cả nhà muốn ăn cay á thì cả nhà sắc ớt vô thêm. Còn em ăn á, cái bữa nay em ăn hơi dừa dừa, không có cay. Đó. Xong rồi đó. Giờ cái mình rưới cái miếng ngò, cái rau quế thì vô thêm rồi cả nhà. Đó. Còn nếu mà cả nhà mà có ớt trái bự bự cái mình sắc lên đẹp, nếu nhà em không có ớt bự cái nhà ơi. Đó. Rồi. Chỉ có ớt nhỏ thôi. Nó cái dĩa cả nhà nhìn thấy nó ngon quá trời ha cả nhà. Cái nồi thịt đó em tắt lửa nha, cái thịt này được rồi đó. Giờ em tắt lửa em múc thịt ra. Cái dĩa mới nãy mình để một cặp đây, giờ mình cầm ra. Em kho thịt đó thì em phải lấy cái đùi với cái nhà, cái đùi thịt đó. Cái đùi thịt heo mình kho nó ngon, thịt không. Rồi. Đây cái dĩa thịt kho hộp vịt của em đây, múc ra ngon quá nè cả nhà ơi. Còn quay qua đây là dĩa em kêu bằng là bóp gỏi dưa chua. Mẹ nói với em vậy đó, giờ em nói cho cả nhà nghe nhé. Còn đây là chén cơm trắng. Lại bắt đầu một ngày mới nữa rồi cái nhà ơi, ngày mới tốt lành cái nhà ơi. Lâu lâu cái mình lại mình thèm cái thịt kho hộp vịt đấy ha cái nhà. Hôm nay em có làm thêm một cái gỏi cái củ cải trắng và củ cải đỏ và một miếng lá quế mình bóp gỏi chua ha cái nhà. Đây là thịt kho hộp vịt của em đây, vợ mời cái nhà cùng em ăn cơm thì chúc cả nhà một ngày vui vẻ ăn cơm ngon miệng bên gia đình nha. Ăn thôi cả nhà ơi. Bây giờ trước tiên em sẽ trang một miếng thức thịt. Bữa nay em kho ăn trong ngày nên em kho cái màu nó hơi đậm đó cái nhà, nên mình kho có một ngày một là nó đã đỏ luôn nè. Còn tết thì em kho phải nó hơi đậm chút để mình để ăn nó lâu dài á cả nhà, nó thấm vô. Dễ lên thì cho học vịt bè dễ ăn lắm cả nhà. Em mua cái đùi vừa mỡ vừa thịt cái nhà mình kho cho nó ngon. Chua chua. Ngày xưa thì ở nhà thì làm á là cái củ cải trắng luôn, ở nhà không có củ cải đỏ. Giờ mình á có củ cải đỏ nên đậm cho nó đẹp hết cái nhà. Bây giờ em nói đơn giản chứ hồi xưa còn đơn giản hơn cái. Hồi xưa nếu mà mình có gạo, có gia vị là mừng. Ngon quá. Mỗi lần nó tết mới được ăn thịt kho hộp vịt. Bây giờ cái mình thích thèm mà mình ăn hết cái này. Tớ chén nhỏ cái nhà mình sắp lên nó the cay quá. Tại vì nãy mình đã bầm vô đây rồi, tỏi ớt rồi, cái mình để lên thêm mới có mình ăn chúng vô nó cay quá cả nhà.
Thái cho như vậy. Chúng mình lớn lên cái mẹ làm cái củ cải trắng đâu, mà cái giờ lớn lên cái mình mở thêm cái củ cải đỏ vô, cái mình ăn cái mùi củ cải đỏ với cái hòa quyện vô với thêm một cái nấm quế nữa, nó vừa thơm mình vừa ngon cái nhỉ. Ngon quá. Không biết sao mà cả nhà mới làm bạn quen nhất với lạnh quen nhất dừa. Ngon như chết. Lên nhà em gái mà thấy có dừa thì mình mới nhớ, còn không có rồi lạnh quen. Ngon quá cả nhà. Ngon quá. Không, lâu quá. Ngon quá cả nhà. Đây người bạn về tắt. Không chơi làm đâu. Sấy bổ bây giờ thôi. Học dịch đến chưa tới cảm thấy cũng rẻ quá cả nhà. Xin chào quá. Đi bán cái hành dầu á, thấy người ta cho cái củ cải này, cái nhà tôi chở về nhà củ cải trắng á, nên anh làm vô muối mình phơi khô á, vì khi mình ăn không hết cái tết tết mình chẳng ăn được luôn á cả nhà. Tại vì mình làm khô gì đó, cái chừng nào mình ăn á thì mình mới trộn đường với chanh đường vô cái nhà, với mình bỏ thêm miếng tỏi vô nữa là giờ thấy cái keo quá dưa rất là ngon luôn. Ớt miếng trái bự bự vô cả nhà. Củ cải chắc hôm nay rẻ quá. Không biết giờ tết mình sao chứ giờ rẻ quá trời. Chứ để cho luôn. Cái này mà phải được vô giường á. Quay cho cả nhà xem á. Thế làm ăn như mỏi. Rất thích sắc.
món đơn giản mà ai cũng yêu thích, thịt kho hạt dục. Ngon quá. Thế những bữa cơm á làm đơn giản mà thấy ngon quá trời cả nhà. Dạ mời cả nhà uống nước lọc cho em nha. Ngon vậy đâu quá trời cả nhà. Nếu cả nhà thấy những món ăn đơn giản của Nhung Dẫu Quên Lóc có cả nhà nhớ thương yêu và đăng ký kênh và like cho Nhung Dẫu Quên Lóc một like nha cả nhà nhớ xem video tiếp theo cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, nhớ xem video tiếp theo cả nhà ơi, bye bye cả nhà.